Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca kính kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu. Con là người thế chuyên trì tụng nguyện tọa chân lan nghiền nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 405, kinh Hư Không Tạng Bồ Tát. Hán dịch đời chiêu thần. Tâm tạng Phật Đà Gia Xá, người nước Cá Tân. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ngồi tại núi Cư La Đệ Sĩ, là trú xứ của các vị Tiên Mâu Ni, cùng với vô lượng chốn đại tỳ kheo và vô lượng chư biết ở tăng kỳ hàng ngày sẽ số đại bồ tát hội đủ để từ các cõi phật nơi vừa các vân tập đến. Lúc này Đức Thế Tôn nhằm vị đại chúng thuyết giảng kinh tứ biện tài tâm minh phạm hạnh trụ phá nghiệp chướng ác đại đang đi. Bây giờ ở phương tây có hơn 80 hàng hà xa thế giới có một cõi phật tên Nhất Tiết Hương Tập Y. Chúng sinh ở đấy tạo tác đủ năm thứ ô trược. Cõi phật ấy có phật tên Thắng Hoa Phu Tạng cùng đủ 10 tôn hiệu như là ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh Thuốc Thiện Tệ Tinh Nhân Giải Vô Thượng Sĩ Đồng Hội Trượng Phu Tinh Nhân Sư Phật Thế Tôn, hiện đang vì các đại chúng chỉ bắp luân vi diệu. Đức Phật đó có vị đại Bồ Tát tên là Hư Không Tạng, đã từng theo Phật lãnh hội pháp tâm diệu sâu xa cho đất cát thiền định. Khế Bồ Tát Hư Không Tạng thấy vô lượng vô biên A Tăng Kỳ số đại Bồ Tát ở phương các đâm bay nơi hư không hướng về phương đông, lại thấy từ xa nơi thế giới phương đông có vầng ánh sáng lớn hiện ra, đi đến chỗ Phật Thắng Hoa Phu Tạng đảnh lễ nơi chân, đi quanh trăm ngàn vòng quỳ xuống chắp tay bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con có thấy vô lượng cho biết A Tăng Kỳ số đại Bồ Tát ở phương khác thân bay nơi hư không hướng đến phương đông, lại thấy từ xa ở thế giới phương đông có vật ánh sáng lớn, và do nhân duyên gì mà có sự việc này, kính xin Đức Thế Tôn vì con giảng giải đầy đủ Phật Thắng Hoa Phu Tạng và Bồ Tát Hư Không Tạng. Này Thiện Nam, về phương đông cách đây hơn 80 hàng hà xa thế giới có một cõi Phật tên là Ta Bà. Chúng sinh trong cõi đó tạo đủ năm thức ô trượt, ở đây có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, gồm đủ 10 tôn hiệu như là ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh Thuốc Thiện Tệ Thiên Nhân Giải Do Thượng Sĩ Đồng Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, hiện đang ở nối núi Khư La Đệ Sĩ, giữa nơi trụ xứ của vị Tiên Mâu Ni, nhằm khiến cho pháp được lưu truyền không đoạn mất, khi do tam bảo thường trụ ở thế gian, nhằm hàng phục các ma, tạo lập ngọn cờ chánh pháp, đấm kính nẻo sinh tử mà cường giải thoát cho các Bồ Tát cùng hàng tinh phân và đại chúng từ phương khác đến, giảng nói kinh tứ biện tài tam minh phẩm hạnh trụ phá nghiệp chướng ác đà la ni, khiến cho tất cả Bồ Tát trong cõi Phật khắp mười phương từ địa hoan hỷ đến nhất sinh bổ xứ, từ nơi pháp bất cộng không tin theo người khác, cái dùng các phương tiện vòng lưỡi biện tài không ngăn ngại, giống như hàng đại sư ở đây tại đèo Vân Tập đến, là do Đức Phật kia đã phóng ra ánh sáng nên các Bồ Tát thấy ánh sáng ấy rồi liền nương ta hư không đi đến thế giới Ta Bà, vì các chúng sinh thuyết đã ra đi phá trừ nghiệp chướng sâu ác, cõi Phật ấy cũng có đủ năm thức ô trượt giống như thế giới này không khác. Bồ Tát nên đến thế giới Ta Bà để lại bái cúng dường lãnh hội chánh pháp, cùng vì các chúng sinh trong cõi nước kia thuyết Đà La Ni phá trường nghiệp sâu ác. Đại Bồ Tát Hư Không Tạng nghe Phật nói xong thì hết sức vui mừng, liền cùng 80 ức Bồ Tát lòng lúc thưa Phật: Bạch Thế Tôn, để con tha thiết cũng được thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên sẽ vâng theo oai thần của Phật đi đến thế giới Ta Bà, chỗ Đức Phật ấy đảnh lễ thân cộng cúng dường lãnh hội chánh pháp, cũng vì các chúng sinh ở cõi đó thuyết giảng Đà La Ni diệt trừ nghiệp chướng sâu ác. Đức Phật Thắng Hoa Phu Tạng nói với đại Bồ Tát Hư Không Tạng: lành thay, ông tự biết là rất đúng lúc. Khi ấy Bồ Tát Hư Không Tạng liền cùng với 80 ức Bồ Tát là lễ nơi chân Phật thân bay lên hư không để đến thế giới Ta Bà. Mấy giờ nơi phương tây có ánh sáng của ngọc báu như ý hiện ra, do vô lượng ngọc báu Thích Ca Tỳ Lăng Già vây quanh. Ánh sáng của ngọc đó che lấp ánh sáng hiện có của tất cả hàng trời người, tám bộ chúng, thanh văn Bồ Tát, mặt trời, mặt trăng, thanh thú, đất nước, gió, lửa, hết thể đều không hiện ra trong chúng hội, cho thấy ánh sáng nơi Đức Phật và ánh sáng của ngọc báu là vô lượng vô biên, không thể diễn tả, không thể nói bày, là không thấy có màu sắc nào khác, chỉ thấy hư không. Lúc này từ ánh sáng của Đức Phật, Đức Như Lai lại càng tỏa chiếu. Bây giờ trong pháp hội là chúng đều không thấy mình, cũng không thấy người khác, tất cả màu sắc hoàn toàn tiêu mất, không còn đối diện trước mặt, không thấy được hình dạng sắc tướng nơi tự thân và mọi sự tiếp xúc không đây không kia, cũng không có khoảng giữa. Các phương khác cũng như vậy, cũng lại không thấy mặt trời, mặt trăng, tinh tú,
địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, tất cả như đều biến khỏi tầm mắt. Tai không nghe tiếng, mũi không ngửi mùi, lưỡi không nếm vị, tâm không tiếp xúc. Các pháp biểu hiện của tâm cũng không còn đối tượng duyên dựa. Ở nơi ngã và ngã sở cũng không còn giấy khởi hình tướng, cũng không có xấu nhập như các tưởng phân biệt, không có đại chúng và đại Bồ Tát từ phương khác đến. Chỉ thấy hào quang của Phật và ánh sáng của ngọc báu như ý hoàn toàn, do vô lượng ngọc báu Thích Ca Tỳ Lăng Già luôn vây quanh. Trong pháp hội này, các đại Bồ Tát chứng được, đạt được quả vị thập trụ. Giờ tới mùa Thủ Lăng Nghiêm, cùng các bậc nhất sinh bộ xứ, tới các hiện tượng kia rồi, thân tâm an ổn, không sợ, không hãi. Vì sao mà do hiểu được tự tánh chân thật nơi tướng của các pháp, đã thấu đạt về đệ nhất nghĩa không? Còn các vị Bồ Tát khác và các hàng thanh văn, có chúng trời rồng dạ sơn kẻ đất ba Atula Kalola, khẩn đa la ma hầu la già cứ bằng trà ngạ quỷ tỳ sát già phú đông na ca trá phú đông na nhân phi nhân, nó thấy các tướng ấy thì hết sức kinh sợ, tâm ý rối loạn, đều không cùng thấy nhau, cũng không biết về nó chốn. Tự tư duy không rõ vì sao có tướng lạ này, cũng là không biết là do thần lực của ai. Bây giờ trong chúng hội có vị đại Bồ Tát tên Phạm Lãnh, có đầu đảnh lễ nơi chân Phật, quỳ gối chắp tay nói kệ: Tự tánh tất cả pháp chúng sinh không biết được, đắm nhiễm nơi sắc ấm, mê mờ do sáu tình, chẳng thấy nơi một ấm, suy tìm cầu sắc ấm, xin ngờ nơi pháp Phật hồi nay có người ấy, xin nói pháp quyết định vì đoạn các lối nghi. Khi biết rõ bò này chống được nhẫn hư không, dùng ảnh vào tá muội thân tướng không thể nói, ngọc báu lớn như ý từ ở trên đỉnh đầu Thích Ca Tỳ Lăng Già luôn nhiễu khối ngọc đó. Các đại sĩ hội này đều là bậc thập địa, được định thủ Lăng Nghiêm và nhất sinh bổ xứ. Các Bồ Tát như thế từ xa đều thấy Phật, thấy được rõ tướng đoan nghiêm ấy, biết bậc thắng sĩ đến lễ bái đấng Thế Tôn, dân nói pháp thâm diệu, an ủi chúng sinh sợ, quy y thiên nhân sư, nẻo tu hành dũng mãnh và chống sinh thần tục. Đức Thế Tôn bèn nói kệ: Lành thay, như ông nói, chỗ làm của bậc định, thân tướng không thể thấy, tu tuệ khó tìm được, đó là hư không tạng, thường thực hành thiền định, không nương không hí luận, thiện sức tam muội chúng sinh chấp hai kiến, luôn bị chúng mê hoặc, do chỗ mê hoặc ấy, không rõ bờ đáy kia, nhằm xa lìa hai tướng, tu hành không thể nêu, nhanh chóng được cứu cánh, chứng đầy đủ các địa. Lại nữa này thì Nam, Bình Đại Bồ Tát mới phát tâm. Ban đầu có thể giảng nói về tướng và tướng chuyên theo đại tu sĩ Pháp Ba La Mật, cho đến khi nhận biết về đất nước, gió lửa hư không và thức, tánh như thật của tướng sinh diệt, là biết rõ các pháp không thể diễn tả, không có tự tánh, không sinh không diệt, không có duyên dựa, không lay, không động, là không, không có thực. Ở nơi tất cả các pháp tu hành như vậy, sẽ lìa chấp đoạn, chấp thường, không sinh sợ hãi. Đối với các pháp không giấy khởi tưởng về xúc, tâm không vinh dựa tu hành, như vậy thì mau chóng đạt đủ sáu pháp ba la mật, không trụ trong nẻo thường đoạn. Lúc Đức Phật giảng nói lời này, thì tất cả mọi sự thấy nghe hiểu biết của đại chúng được trở lại như cũ, nhưng ở nơi cảnh giới không chấp giữ về tướng. Bây giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay phải chỉ về hướng tây nói: Ánh sáng nơi điềm lành kia là tướng của đại Bồ Tát Hư Không Tạng sắp đến. Bồ Tát ấy gồm đủ các pháp tam muội giống như biển cả, an trụ nơi giới Bồ Tát như núi Tu Di, tâm nhẫn nhục cũng như kim cang, tinh tấn dũng mạnh giống như gió lớn, trí như hư không, tuệ như hằng xa, như cờ chánh pháp lớn trong các chúng Bồ Tát, là bậc đại đạo sư của người hướng tới giải thoát, là đất sinh ra các căn lành, là bình an lành đối với những kẻ bần cùng, là mặt trời cho kẻ bị tối tâm, là ánh, là trăng sáng cho người lạc đường, là chỗ nương tựa cho ba người sợ hãi, là nước cam lộ của kẻ bị phiền não tiêu đốt, là cái gậy quý đối với người có căn lành, là chiếc cầu cho người giải thoát, là thềm thế cho người sinh thiên, là chiếc thuyền lớn đưa người vượt qua biển sinh tử, là con đường rộng cho các bộ hành, là chiếc lọng che cho người bị bán ác khẩu nóng nảy. Hàng phục các ngoại đạo giống như sư tử, có thể tẩy sạch hết các kiến chấp giống như nước mưa, phát trừ phiền não, ăn cơm cũng như sấm sét,
là thang thuốc quý cho người phá giới, phát sinh mầm căn lành, cũng như ao mùa xuân trang nghiêm cho Bồ Tát, giống như vòng hoa hiển bày hành thiện ác, cũng như gương sáng là y phục tốt đẹp cho người không biết hổ thẹn, là bậc đại lương y cho người bị ba thứ bệnh khổ, là viên ngọc báu minh nguyệt cho người bị nóng khát, như giường nghỉ cho người mệt mỏi, đầy đủ thiền định giống như ngọc báu sáng, là xe bò lớn cho kẻ hướng đến đường giác ngộ, là ao hoa mát mẻ cho người thực hành thiền định, là chỗ là sự hỗ trợ cho hoa bồ đề, cho quả niết bàn, là ngọc như ý ở trong thập địa, là cây ba lợi chất đa la cho người tìm cầu pháp tam muội thủ lăng nghiêm, là đa bén chặt đứt ác kiến đoạn trừ tập khí của phiền não, giống như kim cang hàng phục các ma phát sinh công đức, là kho báu trí tuệ nương tựa nơi công đức của tất cả chư Phật, là chốn y cứu cho hàng duy giác, là con mắt tỏ cho hàng tham văn, là ánh sáng cho người cầu sinh nơi cõi trời, là con đường thẳng cho kẻ theo nẻo tà, là chỗ dựa cậy cho hàng ngạ quỷ súc sinh, là sự cứu độ đối với cõi địa ngục, là ruộng phước vô thượng cho tất cả chúng sinh, là vị quan phụ tá bậc nhất của chư Phật nơi ba đời, có thể bảo vệ thành trì chánh pháp, là trang nghiêm đầy đủ nơi với 18 pháp bất cộng, là tạng bí mật của chư Phật, thành tựu viên mãn trí tuệ của chư Phật. Tất cả hàng trời người đều đến cúng dường, chỉ trừ Như Lai, còn không ai sánh bằng. Đại chúng các vị đều nên hết lòng cung kính nghênh đón Đại Bồ Tát Hư Không Tạng. Tùy theo sức mình, nếu cúng dường, nên dùng các thứ chuỗi anh lạc, hương hoa cờ phướng, lọng báu tốt đẹp, các loại hương bột, hương xoa, y phục, vật dụng để nằm ngồi. Lời ca vịnh tán tán, rồi sang đường xá ngay thẳng, dùng số thứ trang nghiêm để tôn kính cúng dường. Đại chúng các vị đều nên thành tựu các công đức như vậy. Bây giờ toàn bộ đại chúng đều rời khỏi tòa, ngồi đứng dậy, hướng về chỗ hiện niệm lành của Bồ Tát Hư Không Tạng, hết mực hoan hỷ chăm chú nhìn thẳng, cung kính chiêm ngưỡng. Ngoài các đại Bồ Tát và chư vị đại thanh văn, còn có các vị chủ của tám bộ chúng trời đồng, giả soa cả tác bà Atula Kalula, Khẩn Đa La Ma Hầu La Già, chư tiên đạt năm thông, thể đều suy nghĩ, chúng ta nên sống sửa những vật tốt đẹp gì để cúng dường bậc đại sĩ kia. Lúc đó Đại Bồ Tát Hư Không Tạng liền dùng diệu luật của thần thông, vì thế giới Ta Bà loại trừ hết các thứ uế trược bẩn xấu, các gò nổng núi đồi ngói đá gai ốc hầm hố dốc cao đồng rộng chỗ hiểm trở gió bụi mây mù tại đều tiêu tan sạch sẽ, mặt đất làm bằng bãi báu phẳng như bàn tay, như lượng các thứ báu tạo thành rừng cây, cành lá hoa quả đều do ngọc báu làm nên, hoa thơm cỏ lạ cũng như vậy, hương thơm tỏa xuống khắp thế giới. Tất cả chúng sinh trong thế giới Ta Bà không còn các khổ nạn, trên bệnh như đuôi điếc, cấm ngọng, tàn tật, cùng lúc được dứt hết những kẻ xấu ác. Quán thù đều sinh tâm từ, tiếng kêu thống cổ của các cõi địa ngục ngạ quỷ đều vắng mặt, tự nhiên hiện ra đầy các thức ăn, đồ uống, y phục trang nghiêm. Các chúng sinh ấy, thân hình trở nên đẹp đẽ, gồm đủ oai đức bậc nhất. Các thứ kết sở đều được diệt trừ, tâm được tịch tỉnh. Đối với các căn lành sinh lòng vui thích, do tin tưởng căn thanh tịnh, nơi an trụ nơi tam bảo, nơi hai tay của tất cả chư vị trong đại chúng đều có ngọc báu như ý, ở trong ngọc ấy phát ra ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới tới lên nhạc trời, mở đủ các loại vật báu y quý nhiều màu sắc, cùng các thứ vật trang nghiêm phi diệu như vòng hoa lộng báu, đồ dùng áo trời, vòng xuyến chuỗi ngọc, trân châu anh đạt, hoa sen đủ màu xanh hồng đỏ trắng, lại mưa xuống hương trầm thủy, ngôi đầu chiên đàn hiện bày khắp thế giới. Hai bên đường có đài là bằng báu, vải báu, như cung điện của đế tích, trong ấy có nhiều thể nữ, nhan sắc xinh đẹp, hòa tấu nhạc trời, phát ra năm thứ tiếng. Vương chủ Phật ngồi có lòng báu của đại Phạm Vương là bằng bảy báu trời, trên là hư không được cúng dường Đức Như Lai. Lòng ấy che trùm cả trong ngàn giới tuần, lại dùng lưới báu phủ lên trên lòng, ra đế xung quanh bằng các ngọc tua ngọc quý. Từ lòng báu phát ra các thứ âm nhạc trong trẻo hòa nhã, vượt hơn mọi âm thanh của hàng trời người. Tất cả đất đai với cây cỏ hoa lá, cành nhánh hoa quả vườn rừng đều phát ra tiếng phi diệu, nên bày tỏ pháp hành nơi các địa của sáu pháp ba la mật thuộc đại thừa. Người nghe âm thanh này không còn thoái chuyển nơi đạo vô thượng, liền chứng pháp nhẫn vô sinh. Khi ấy đại chúng trông thấy những thần biến kỳ lạ của đại Bồ Tát Hư Không Tạng, đều sinh tâm vui mừng, khen là vị chưa từng có, liền nghĩ đại Bồ Tát ấy đã hiện bày diệu luật của thần thông lớn,
như thế không bao lâu, không còn bao lâu sẽ đến cõi này, nên chúng ta nên thiết lập tòa ngồi như thế nào để cúng dường vị đại sư đó. Khi này chúng suy nghĩ như thế, tức thì nơi trước chỗ Đức Phật ngồi có hai sen báu từ đất hiện lên, cùng làm bằng bạc, cánh bằng vàng tròn, đai bằng kim cương, hạt bằng lưu ly, tu bằng mã não, gốc rễ bằng ngọc báu trong trẻo, vị bằng pha lê, hoa sen xòe nở rộng hàng trong chư tuần, có 80 ức ở đó hoa sen báu vây quanh. Bây giờ đại chúng thấy Bồ Tát Hư Không Tạng xuất hiện ngồi kiết già trên hoa sen báu, đã thấy ngọc báu như ý nơi đỉnh đầu được vô lượng báu Tích Ca Tỳ Lá Già vây quanh. 80 ức vị Bồ Tát mà mỗi vị đều an tọa trên những đóa hoa sen khác, sen báu khác. Khi đó đại Bồ Tát Di Lặc liền dùng kệ hỏi đại Bồ Tát Dược Dương: Tôi từ xưa đến nay thì các chúng Bồ Tát đến gần gũi Thế Tôn, cung kính vây quanh Phật, đặt mặt lễ nơi chân, luôn ngồi về ngồi một bên. Vì sao đại sĩ này hiện sức thần thông ấy? Bồ Tát không oai nghi, sao ngồi tọa sen bóng? Đại Bồ Tát Dược Vương dùng kệ đáp: Bậc đại trí tuệ ấy khéo trụ pháp tâm sâu, tâm không có vọng tưởng đến ý kiến Thế Tôn. Đại Bồ Tát Di Lặc lại dùng kệ hỏi: Nếu không thấy chúng sinh cùng tướng của các pháp, ta mới thường an trụ nơi thật tướng các pháp, làm sao mà thể hiện xuất thần thông tự tại? Xin giảng nói cho tôi rồi được nghi ngờ này. Bồ Tát Dược Vương dùng kệ đáp: Nay bậc đại sĩ ấy dụng mãnh dùng phương tiện, vì giáo hóa chúng sinh nên hiện xuất thần thông, nếu không trụ thực tế nhằm hội nhập chân đế, trí sáng mở tục đế cho phàm phu ngu lầm. Đức Thế Tôn nói với đại Bồ Tát Dược Vương: Lành thay, lành thay, này thiền nam, như lời ông nói, tất cả chúng sinh không thể suy lượng về hành số giải thoát của một vị Tu Đà Hoàng. Tất cả chúng sinh đạt được quả vị Tu Đà Hoàng không thể lường xét về hành số giải thoát của một vị Tu Đà Hàm. Tất cả chúng sinh đạt được quả Tu Đà Hàm cũng không thể suy lượng về hành xử giải thoát của một vị A Na Hàm. Tất cả chúng sinh đắc quả A Na Hàm cũng không thể suy xét về hành xử giải thoát của vị A La Hán. Tất cả chúng sinh chứng quả A La Hán cũng không thể suy lượng về hành xử giải thoát của một vị Bích Chi Phật. Hết thảy chúng sinh thành tựu quả vị Bích Chi Phật cũng không thể lường xét về phương tiện hành xử để thành tựu đầy đủ cho muôn loài của một đại Bồ Tát tương ưng với các pháp Bát Nhã Ba La Mật. Tất cả chúng sinh đạt được phương tiện hành xử tạo một thành tựu đầy đủ cho muôn loài của đại Bồ Tát tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật cũng không thể lường tính về mọi hành động theo phương tiện hành xử thông đạt đệ nhất nhị đế thành tựu đầy đủ trong muôn loài của đại Bồ Tát đạt được pháp nhẫn vô sinh. Tất cả chúng sinh đạt được phương tiện hành xử thông tỏ về đệ nhất nhị đế thành tựu đầy đủ cho muôn loài của đại Bồ Tát chứng đắc pháp nhẫn vô sinh cũng không thể suy luận về mọi hành động theo phương tiện hành xử thông tỏ đệ nhất nhị đế thành tựu đầy đủ cho muôn loài của đại Bồ Tát đạt được bốn biện tài. Tất cả chúng sinh đạt được phương tiện hành xử thông tỏ về đệ nhất nghĩa đế thành tựu đầy đủ cho muôn loài của đại Bồ Tát đạt được bốn biện tài cũng không thể lường tính về mọi hành động nơi phương tiện hành xử thông tỏ đệ nhất nghĩa đế thành tựu đầy đủ cho muôn loài của đại Bồ Tát trụ nơi Bát Nhã Ba La Mật đạt tam muội Tu La Nghiêm một cách rốt ráo. Này thì anh em, đại Bồ Tát Hư Không Tạng này đã trải qua vô lượng kiếp chân đắc pháp nhẫn vô sinh, đầy đủ biện tài vô ngại, hoàn toàn viên mãn định Tu La Nghiêm, an trụ nơi địa tối thượng, quyết định kiên cố trọn không lay động, khéo nhận biết về các nẻo hành nơi tâm của chúng sinh, nên ở đây đã thấy được các sự việc trang nghiêm thần biến, đã cũng được thấy các điềm lành sắp hiện bày của đại Bồ Tát Hư Không Tạng. Lại còn thấy đại Bồ Tát Hư Không Tạng cho đất địa ly dục an trụ hội nhập nơi địa ấy, chỉ rõ là đang thực hiện pháp tam muội cho biên không xứ, nên nơi phương Tây liền biến mất và hiện ra ở phương này. Khi ấy do các chúng sinh sợ hãi loạn động nên đại Bồ Tát nhập vào chịch tục đế hiện đại trang nghiêm nhằm tạo mọi thành tựu đầy đủ cho tất cả chúng sinh. Lại nữa, này thì nam, đại Bồ Tát Hư Không Tạng ấy nếu hiện bày để nhất nghĩa đế với các tướng trang nghiêm vô sinh thì chư thiên và loài người cho đến hàng Bồ Tát đạt tám địa đều sẽ mê mờ, không thể thấy được hành tướng
của cảnh giới kia. Đại Bồ Tát này đã khéo hội nhập vào công đức tâm diệu như vậy. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát Hư Không Tạng, với trí tuệ của phương tiện thiện xảo, vào sau nơi biện pháp của tất cả chư Phật liệt các nghi hoặc, không dựa vào người khác. Đơn trí tuệ nơi phương tiện thiện xảo tốt đối với hàng Đại Bồ Tát là ngọn cờ pháp tối thượng. Này Thiện Nam, Bồ Tát Hư Không Tạng là bậc thầy dẫn đường hết sức sáng suốt của đưa tất cả chúng sinh được sinh lên cõi trời, đạt tới giải thoát, có thể đoạn trừ tất cả phiền não hoạn nạn nơi tâm, đối trị các thứ độc hại nơi thân, cùng bệnh của bốn đại. Như có chúng sinh giấy khởi tà kiến xấu ác, chìm đắm trong dòng sinh tử luân hồi mênh mông, không có phương tiện thiện xảo, không biết rõ con đường sinh tiên được đến giải thoát. Nếu có chúng sinh xin danh hiệu Đại Bồ Tát Hư Không Tạng, chư tâm đảnh lễ đốt hương trầm thủy kiên hát cùng hương đa già la cung kính lễ bái, thì Bồ Tát Hư Không Tạng quan sát tâm của chúng sinh ấy có căn lành, hoặc thấy chúng sinh bị các thứ phiền não kiến chấp làm mê mờ, hoặc thấy tâm họ đã từng gieo trồng các căn lành trong quá khứ đối với Phật pháp tăng, đã từng tu tập các pháp bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ cùng các công đức khác, tùy theo chỗ có thể thực hiện được. Khi ấy Đại Bồ Tát Hư Không Tạng quan sát các chúng sinh kia rồi, tùy chỗ nên thấy ở trong mộng sẽ hiện ra vô số hình tướng để dùng phương tiện để thuyết pháp. Này thì nào, nếu chúng sinh nào vào lúc thức giấc ứng hợp để được thấy Bồ Tát Hư Không Tạng, tức thì được thấy đủ thứ hình tướng ở trước mặt. Bồ Tát liền dùng phương tiện để mở bày con đường chân chánh, diệt trừ mọi tối xấu ác của nghiệp, các thứ tà kiến của nơi chốn quy về. Mong muốn lựa chọn tất cả mọi thứ kiến chấp như thế đều khiến được giải thoát. Ban nghiệp nơi thân khẩu ý, dứt hết mọi thứ quanh co tà phẩy, hướng đến con đường chân chánh, với các hành nghiệp kiến giải, hành nguyện nơi chốn quy về, chọn lựa tất cả đều đúng đắn, luôn được gần gũi bậc thiện tri thức, mau chóng liền bỏ các phiền não trong buộc, vĩnh viễn dứt tuyệt các khổ nơi tám nạn. Ba đường giữ tự là việc lành, được diệu lực tự tài, dần dần vào sau pháp nhẫn. Để các chúng sinh bị vô số các bệnh nơi thân, cùng tâm cuồng loạn, hoặc đuôi điếc công ngọng, các căn không đủ, sân niệm danh hiệu Đại Bồ Tát Hư Không Tạng, chư tâm lễ bái, đốt hương trầm thủy hy kiên hát, và hương đa già la, cung kính đảnh lễ. Hoặc đến xin thuốc mong được trừ bệnh, thì Bồ Tát Hư Không Tạng tùy theo sự mong muốn của họ mà hiện thân Phạm Thiên, thân Thích Đại Phần Dân, thân Tỳ Sa Môn, thân Tứ Thiên Vương, thân Diệm Ma Thiên, Đô Xuất Đà Thiên, Từ Tài Thiên, Đại Từ Tài Thiên, hoặc hiện thân Bà La Môn, thân Xá Đa Lợi, thân Trưởng Giả Cư Sĩ, Đại Thần Quán Quyền, Đồng Nam Đồng Nữ, cha mẹ thân thuộc, Chắc Kim Cang Trời Đồng Dạ Xoa Cài Thất Bà Atula Kalula Khẩu Đa La Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân. Hiện bày cho số hình tướng như vậy ở trong mộng cùng lúc thức, vì họ mà nói về tướng bệnh, chỉ đoạn các thứ thuốc đối trị. Bệnh trạng như thế thì nên uống thuốc như thế này. Các chúng sinh nghe Bồ Tát nói rồi, thì theo bệnh của mình mà dùng thuốc thích hợp. Nếu người không có thuốc thì Bồ Tát cho các chúng sinh đó hoặc uống một lần, hai lần, ba lần, các bệnh đều giảm. Hoặc có người chỉ thấy thân Bồ Tát hiện bày thì bệnh liền dứt trừ. Này thì nên Đại Bồ Tát Hư Không Tạng ấy đầy đủ tâm từ bi lớn, nó có chúng sinh bần cùng khốn khổ, muốn cầu giàu sang, muốn được lộc tụng, học hỏi đã có nhiều kiến chăng, hoặc dốc cầu giải thoát, ly dục thiền định danh tiếng bậc nhất, muốn được thiện xảo, tự tại đoan nghiêm xinh đẹp, tiếng hay hương thơm vị ngon, xúc chạm êm dịu, cái thức ăn uống, thân thể tráng kiện, dòng họ cao quý, xin được con trai hoặc con cái, quyến thuộc phước đức thành tựu sắp pháp ba la mật, ngôn từ khéo léo che chở cứu giúp cho tất cả chúng sinh, muốn thoát khỏi các lao ngục, đoạn trừ tất cả luật lệ xấu ác, người có tâm bố thí mong được tạo lập, cho đến trí tuệ cũng là như vậy, hoặc muốn được sống lâu nhiều của cải để dùng nhằm khiến cho kẻ keo kiệt có thể thực hành bố thí, khiến người phá giới kiên trì giữ giới, nếu người giận dữ khiến tu nhẫn nhục, đối với người biến nhát khiến trụ nơi tinh tấn, đối với người tâm bị tán loạn chỉ dạy tu tập pháp thiền định, đối với người ngu si khiến tu tập trí tuệ, hạng thừa bất định khuyến khích tu học thừa thanh văn,
chúng sinh chấp ngã, chuyên giải thừa chuyên giác. Nếu có chúng sinh sẽ lìa tâm đại từ bi, luyến tiếc về thân mạng mình, bởi mặt các chúng sinh, thì nguyện cho họ để bỏ tâm ấy. Xin tâm đại từ bi, lo cho thân mình, và còn tu dưỡng mọi chúng sinh, khiến họ phát tâm cầu đạo quả, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thì Nam, lúc đại Bồ Tát hư không tạng biết rõ về tâm niệm của các chúng sinh kia rồi, lì hiện bày phương tiện khiến các chúng sinh ấy lìa bỏ tâm xấu, khởi tâm đại bi, không chỉ là giữ gìn bản thân mình mà còn không xả bỏ chúng sinh, là khiến họ phát tâm bồ đề, an trụ nơi bốn phạm hạnh. Nếu có chúng sinh mở rộng tâm đại từ bi nhằm cứu giúp tất cả các loài, nguyện an trụ nơi đạo quả bồ đề vô thượng, ở nơi tĩnh lặng trong trần, trong khoảng đất trống, đốt hương trầm thủy kiên hắc và hương đa già la, chắp tay cung kính hướng đến mười phương năm pháp sắc đó, chí tâm đảnh lễ đại bồ tát hư không tạng để đập chú đà la ni. A mật lật xá, a mật lật xá, ca lâu ni ca, giá là, giá là, tỳ giá la sang, giá là, ca lâu ni ca la, mẫu la mẫu, mẫu lâu bệ, ca đà phú ma khục mục cư, phù lâu sa bà, nại ca lâu ni ca, chân đa ma ni, phú la già ca lâu ni ca tắc đỏ, xá mê tha bạc giả, a nhã đà lê, phấu kiềm phấu kiềm, la đệ tỳ bệ ca kiềm đài, lật trí tỳ bệ ca kiềm, ca lâu ni ca phủ, lê giả đấu ma ma, a sa tắc đỏ bạc phú, bạc ca dạ a thô ca già đệ, ta bà ha. Nay thị nam, đại bồ tát hư không tạng ấy hoặc hiện hình trời, hình người, hình tượng loài hươu nai chim, hoặc không hiện hình tướng, tự do ứng hợp của các loài, dùng các phương tiện để thuyết pháp, hóa độ vô lượng trong ngàn chúng sinh, khiến họ trụ nơi thừa thanh văn, từ bất chi Phật và ăn trụ nơi đại thừa, là ngay từ lúc còn nhỏ đã tạo lập cho chúng sinh trụ vào đại thừa không có chuyển, cho đến chứng đắc các tam muội và đà la ni tâm diệu đầy đủ mười địa. Này thì Nam, đại bồ tát hư không tạng ấy còn đủ từ bi lớn. Nhờ có người suy nghĩ có thể biết được biên vật của hư không, nhưng không thể suy lượng được về biên vật cõi trí tuệ, phương tiện đại từ đại bi, diệu lực tam muội thành tựu đầy đủ cho chúng sinh của bồ tát hư không tạng. Này thì Nam, đại bồ tát hư không tạng đã thành tựu đầy đủ các công đức trí tuệ không thể nghĩ bàn như vậy. Này thì Nam, nếu có chúng sinh tâm không quanh co, cũng không giữ trá, tâm ấy thuần thiện, vào dòng thánh đạo, thấy được chân thật, không chê người, bị lỗi lầm, không kiêu ngạo, không hạ thấp người khác, sẽ lời ganh ghét, không giả dạng để làm mê hoặc mọi người, tâm vốn đầy đủ. Này thì Nam, đại bồ tát hư không tạng ấy luôn thương xót các chúng sinh kia, dùng trí phương tiện tinh tấn dũng mãnh, khéo hướng dẫn tu tập theo các phương tiện thiện xảo, trừ diệt các tội cho chúng sinh, khiến họ phát tâm cầu đạo quả bồ đề vô thượng, đem tất cả căn lành hồi hướng đến bồ đề vô thượng, đạt được không thoái chuyển, thành tựu uy lực lớn cùng diệu lực tinh tấn, nhằm đạt đầy đủ sáu pháp ba la mật, thường xuyên tu tập đại từ đại bi, cho đến hoàn toàn trên đất vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thì Nam, đại bồ tát hư không tạng đã thành tựu đầy đủ công đức chẳng thể ghi bàn như thế, dùng mệnh cứu độ tất cả chúng sinh. Bấy giờ đại bồ tát Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật thưa: kính bạch Thế Tôn, trên nhân chuyên gì đại bồ tát hư không tạng nên trên đỉnh đầu có ngọc báu như ý, thù thắng với diệu, được vô lượng báu Thích Ca Tỳ Lăng Già vây quanh, ánh sáng soi chiếu che khắp tất cả các màu sắc mà các bồ tát khác không có. Đức Thế Tôn bảo đại bồ tát Di Lặc: đại bồ tát hư không tạng ấy đầy đủ tâm đại từ bi rộng lớn, có khả năng cứu giúp các chúng sinh thoát khỏi mọi hiểm nạn nguy ách. Nếu có chúng sinh phạm tội nặng đáng bị đọa vào đường ác, tất cả căn lành đều bị tiêu hủy, thì đại bồ tát hư không tạng này là mặt trời sáng phá tan mạc cho minh tà kiến mờ mịt, là bậc đại lương y cho lành các tội ấy, có thể rút mũi tên nghi ngờ đối với vật chứa đều điều thiện bị phá vỡ, có thể làm cho lành lại. Này thì Nam, đã có chúng sinh phạm tội ba la gì, dứt mất căn lành, đọa vào địa ngục, bị người trí bỏ rơi không còn chỗ nương tựa, thì Bồ Tát hư không tạng đã có thể mở ra con đường chân thật, có thể tẩy sạch các thứ phiền não xấu ác của chúng sinh,
khiến họ xá lìa quả bất thiện, là thềm tế cho hàng triệu người đạt đến giải thoát. Nó có chúng sinh tham lam si mê lầm lạc thì Bồ Tát khiến họ được giác ngộ. Có người tâm sân hận độc hại ám độn phỉ báng không tin nhân quả, buông lung không tin không sợ có đời sau, tham cầu không nhàm chán, ôm lòng canh gác tạo đủ 10 nghiệp ác ngày càng tăng thêm. Đối với những chúng sinh như thế, là Bồ Tát Hư Không Tạng đều có thể trừ diệt các nghiệp nặng như trên đã nêu, là chỗ an ổn giải thoát cho hàng triệu người giống như chiếc xe lớn. Này thì Nam, Đại Bồ Tát Hư Không Tạng ấy đã được chư thiên loài người tôn trọng cung kính cúng dường. Đại Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Thưa Thế Tôn, thế nào gọi là phạm tội căn bản Ba La Di? Nếu có chúng sinh phạm tội như thế thì căn lành bị tiêu hủy, rơi vào cõi ác, xa lìa chỗ an ổn, mất hết mọi thứ an lạc của hàng trời người, thì Đại Bồ Tát Hư Không Tạng ấy có thể làm cho các chúng sinh xấu ác kia trở lại có được đầy đủ phước lạc của hàng trời người chăng? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: Này thì Nam, nếu vị vua thuộc dòng sẽ đến lợi đã tỏa pháp quán đảnh đầy đủ diệu lực tự tại, phạm phải năm tội căn bản, mọi tu tập trước đây đã bị tiêu hủy, mất nơi an ổn, xa rời niềm vui của hàng trời người, xa vào đạo ác. Những gì gọi là năm tội căn bản? Này thì Nam, đó là vua dòng xét lợi đã thờ lệ quán đảnh thống lãnh đất nước, có quyền lực lớn, chiếm đoạt các vật dụng của tam bảo, dài vật của tăng nhân bốn phương, hoặc bảo người khác lấy. Đó là phạm tội căn bản thứ nhất. Này thì Nam, chủ dòng xét lợi tại bác khoáng đảnh, vì lực lớn thống lãnh đất nước, hủy bán chánh pháp, bỏ thừa thanh văn thượng bích chi Phật, bỏ thừa vô thượng, lại ra lệnh cho mọi người không được tu học. Đó là tội căn bản thứ hai. Lại nữa, này thì Nam, chú dòng xét lợi tập pháp quán đảnh thống lãnh đất nước có quyền lực lớn, nếu có người theo Đức Như Lai cả bỏ đầu tóc, mặc pháp phục hoặc trì giới hoặc phá giới, có giới không giới, bức bách họ cởi áo ca sa hoàng tục, hoặc dùng gậy đánh đập, hoặc dùng dây trói buộc, hoặc chặt tay chân cho đến giết chết, tự mình làm hoặc bảo người khác làm, tại những tội ác như vậy, đó là phạm tội căn bản thứ ba. Này thì Nam, chúa dòng xét lợi tội pháp quán đảnh thống lãnh đất nước có uy lực lớn tạo tội ngũ nghịch. Những gì là năm tội ngũ nghịch? Một, giết cha; hai, giết mẹ; ba, giết bậc a la hán; bốn, phá hợp tăng; năm, làm thân vật chảy máu. Nếu phạm một trong năm tội với giới như thế, gọi là tội căn bản thứ tư. Này thì Nam, chúa dòng xét đối lợi là tội pháp quán đảnh thống trị đất nước có uy lực lớn, bài bác không tin nhân quả, không sợ đời vị lai, tạo người ác nghiệp, cũng dạy cho người khác làm 10 điều ác. Đó là phạm tội căn bản thứ năm. Này thì Nam, đấy gọi là năm tội căn bản của dòng vua xét lợi đã thọ pháp quán đảnh. Nếu phạm một tội thì gọi là phạm ba di là gì? Tất cả căn lành được tu tập từ trước đã bị hủy diệt, mất hết bao thứ an lạc của hàng triệu người, rơi vào quả ác. Này thì Nam, Đại Bồ Tát Hư Không Tạng kia, vì những người ấy nên khởi tâm đại từ bi, hiện sinh nơi cõi biến địa, tùy theo chỗ ứng hợp mà hiện đủ loại thân tướng, hoặc sa môn, hoặc bà la môn, hoặc xét lợi trưởng giả cư sĩ. Vì những người đó mà giáo nói về các pháp đại la ni, nhẫn nhục, các pháp chưa từng có của đại thừa, thâm diệu nơi bậc nhất thiết trí, đem các pháp sâu xa như vậy để dẫn dắt họ. Vua dòng sẽ đến lợi tọa pháp quán đảnh nghe pháp này, rồi ôm lòng lo sợ và hổ thẹn, hướng về người nói pháp tỏ bày ăn năn đối với những tội đã phạm trước đây, thề không làm nữa, là thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, xuyên tu từ bi, sinh vào chốn trời người an vui, đạt đến niết bàn giải thoát. Lại nữa, này thì Nam, hàng đại thần cũng có năm tội căn bản phạm ba la di. Nếu có người phạm phải thì tất cả căn lành đã tu tập từ trước đều bị tiêu hủy, đọa vào đường ác, lìa xa chỗ yên ổn, mất hết mọi sự an lạc của hàng triệu người. Thế nào là năm? Vì đại thần đó chỉ vào thế lực của vua đang thống trị đất nước, lấy vật của tam bảo và vật của tăng bốn phương, hoặc bảo người khác lấy. Đó là phạm tội căn bản thứ nhất.
Này thì Nam hoặc đại thần ấy đứng về cái lực của vua đã thống trị đất nước, phá hoại tổn sát thành đất đất nước, hoặc sai người tàn phá. Đó là phạm tội căn bản thứ hai. Này thì Nam vịnh, nếu đại thần ấy nương vào thế lực của vua đang thống lĩnh đất nước, hủy bán chánh pháp, sẽ bỏ thừa thanh văn và bất chi vật, và từ bất chi vật bỏ thừa vô thượng, cũng cấm đoán mọi người không được tu học. Đó là phạm tội căn bản thứ ba. Này thì Nam, vì đại thần kia nương vào thế lực của vua thống trị đất nước, thì các người theo Đức Như Lai cả bỏ đồ tóc, mặc pháp phục, hoặc trì giới hoặc phá giới, hoặc có giới không giới, để bắt buộc họ cởi bỏ cả xa hoàng tục, dùng hoặc dùng cây đánh đập, hoặc bắt trói, hoặc chặt tay chân cho đến chết chết, tự mình làm hoặc sai người khác làm. Từ những tội ác như trên, đó là phạm tội căn bản thứ tư. Lời nữa này thì Nam, nếu đại thần ấy dựa vào thế lực của vua đang thống trị đất nước, từ năm tuần của nghịch, những gì là năm? Một, giết cha; hai, giết mẹ; ba, giết bậc a la hán; bốn, phá hợp tăng; năm, làm theo Phật chảy máu. Nếu phạm một trong năm tội vô gián trên, tức phạm tội căn bản của hàng đại thần, là phạm tội căn bản thứ năm. Này thì Nam, đó là năm tội căn bản của hàng đại thần. Nếu phạm một trong năm tội, gọi là phạm ba la chi, khiến cho tất cả các căn lành trước đây đã có tu tập đều bị hủy hoại, xa chỗ an ổn, mất sự yên vui của hàng trời người, đỏ vào niệm ác. Này thì Nam, đại bồ tát hư không tạng ấy vì những người này mà khởi tâm đại từ bi, thể hiện thọ sinh ở biên địa, tùy theo sự mong muốn của họ mà hiện ra đủ loại hình tướng, hoặc hình tướng sa môn, hoặc hình tướng bà la môn, hoặc hình tướng sát lợi trưởng giả cư sĩ, và nói các pháp tổng trì, các lớp nhẫn nhục, các pháp chưa từng có của đại thừa, thâm diệu nơi bậc nhất thiết chủng trí, dùng vô số các pháp vi diệu như thế, hướng dẫn họ tu tập nghe pháp rồi, để thần kia sẽ tâm hổ thẹn, rất lo buồn sợ hãi, hướng về pháp sư thành khẩn bày tỏ những tội lỗi đã phạm và không dám làm, an trụ vào các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, siêng tu, từ bi, được sinh nơi cõi an lạc của hàng trời người, đạt đến giải thoát. Lại nữa này thì Nam, hàng tinh văn cũng có năm tội căn bản. Phạm tội ba la di, nếu có người phạm phải thì tất cả căn lành đã tu tập từ trước đã bị tiêu diệt, đọa vào đường ác, lìa chỗ an ổn, mất hết sự an vui của hàng trời người. Thế nào là năm? Đó là một, sát sinh; hai, trộm cắp; ba, dâm dục; bốn, giọng ngữ; năm, làm thân Phật ra máu. Này thì năm, đó là năm tội căn bản của hàng thanh văn. Nếu người nào phạm một trong năm tội như vậy thì gọi là phạm ba la di, tất cả pháp thiền đã tu tập trước đây đã bị tiêu diệt, xa lìa chúng an ổn, mất sự yên vui của hàng trời người, rơi vào đèo ác. Này thì Nam, đại bồ tát hư không tạng vì người ấy nên khởi tâm đại bi, thể hiện tội sinh cõi biên địa, tùy theo sự mong muốn của họ mà hiện đủ các thứ thần hình tướng, hoặc hình tướng sa môn, hoặc bà la môn, hoặc sát lợi, hoặc trưởng giả cư sĩ, về những người đó mà nói pháp, các đà la ni, các lớp nhẫn nhục, các pháp chưa từng có của đại thừa, sâu xa nơi bậc nhất thiết chủng trí, đem các loại pháp vi diệu như vậy hướng dẫn họ tu tập. Vì thành dân ấy nghe pháp rồi sẽ tâm hổ thẹn, buồn lo sợ hãi, hướng về pháp sư thành khẩn ăn năn những tội đã phạm trước đây, thế không làm nữa, dốc an trụ vào các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, siêng tu, từ bi, được sớm vào cõi an vui của hàng trời người, đạt đến niết bàn giải thoát. Lại nữa này thì Nam, bồ tát mới phát tâm hướng theo đại thừa có 8 tội căn bản, phạm ba la di khi tất cả pháp lành đã tu tập trước đây đã bị hủy diệt, đã vào đường ác, sẽ là nơi an ổn, mất sự yên vui của hàng trời người, còn mất hết mọi diệu lạc của cảnh giới đại thừa, ở mà trong sinh tử, rời xa thiện tri thức. Thế nào là tám? Đó là do nghiệp nhân từ đời trước của Bồ Tát ấy, đã sinh vào đời đủ năm thứ ô trượt, nhờ còn ít căn lành nên gặp thiện tri thức, nơi theo pháp đại thừa sâu xa phát tâm vô thượng. Do trí tuệ còn kém, Bồ Tát mới phát tâm này, nghe pháp không thâm diệu, từ người khác độc tụng thọ trì, là đối trước những người ngu tối trí kém, giảng nói,
Độc tụng, những người ấy nghe rồi sinh tâm nghi ngờ, sợ hãi. Ở đó đạo quả Bồ Đề vô thượng sinh tâm thoái lui, ưa thích thừa thanh văn. Đó gọi là Bồ Tát bất tâm, phạm tội nặng căn bản thứ nhất. Nếu phạm phải thì các căn lành trước đây đã tu tập đã bị tiêu hủy. Đò vào nẻo ác sẽ lựa chỗ ăn ổn, mất hết sự yên vui của hàng trời người, cho đến mọi dự lạc của cảnh giới đại thừa hủy hoại tâm Bồ Đề. Do vậy Bồ Tát phải nên trước là nhận biết căn lành của chúng sinh, hiểu rõ tâm của họ, tùy theo khả năng lãnh hội mà nói pháp thứ lớp, như đi vào biển lớn phải dần dần từ cạn đến sâu. Này tỳ nam, đại Bồ Tát hư không tạng ấy tùy theo chỗ thích hợp của họ hiện đủ các loại hình tướng giảng nói pháp, khiến họ sinh tâm hổ thẹn, thành khó ăn năn những tội đã phạm, không đọa vào đường ác, căn lành thêm lớn, tăng trưởng tâm Bồ Đề vô thượng. Này thì nam, lại các Bồ Tát với phát tâm phạm tội căn bản sợ đọa vào cõi ác, nghe danh hiệu đại Bồ Tát hư không tạng, một lòng chỉ thành mong gặp nhằm bày tỏ sự hối cải và những tội đã phạm, thì đến đầu đêm đốt hương kiên hát trầm thủy, khi hương đang già la, thành tâm chắp tay xưng danh hiệu đại Bồ Tát hư không tạng. Này thì nam, khi ấy đại Bồ Tát hư không tạng tùy theo tâm nguyện của người đó mà thể hiện vô số thân tướng, hoặc là tự thân, hoặc thân tâm văn, sát lợi, bà la môn, cho đến thân đồng nam đồng nữ hiện ra ở trước Bồ Tát với phát tâm phạm tội kia, dạy bảo khiến vị ấy tỏ bày ăn năn dốc diệt tội lỗi, dùng phương tiện thiện xảo mở bài chỉ rõ về hành đại thừa chân chánh vô thượng nhị màu với các tam muội tẩm trì, các bậc nhẫn nhục sẽ bỏ các đạo ác, đạt đến tâm không tối chuyển đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tinh tấn tu hành sẽ bắt ba la mật chứng đắc diệu lực kiên cố giống như kim cang, cho đến từ chứng đắc quả giác ngộ tột bậc. Này thì nam, đại Bồ Tát hư không tạng nếu không hiện thân ở trước người đó chỉ dạy, khi ăn năn thành khẩn bày tỏ thì Bồ Tát mới phát tâm ấy, nên vào cuối đêm đốt hương kiên hắc trầm thủy, và hương đa già la chắp tay chí thành hướng về phương đông, thỉnh thần minh tinh thưa, kính thưa minh tinh, minh tinh, vì đã thành tựu đại bi, ông này đã xuất hiện tòa chiếu sớm nhất ở cõi Diêm Phù Đề, xin thương xót giúp con, có thể vì con mà thương lại với đại Bồ Tát hư không tạng, xin trong mộng chỉ cho con phương tiện để bày tỏ thành khẩn hối cải các tội đã, các tội căn bản đã phạm, khiến đạt được mắt trí tuệ phương tiện của đại thừa. Này thì nam, Bồ Tát mới phát tâm ấy dừng ở trong mộng, lúc minh tướng xuất hiện thì đại Bồ Tát hư không tạng tùy theo chỗ ứng hợp mà hiện thân tướng, dùng các phương tiện khiến cho Bồ Tát mới phát tâm thành thật tỏ bày đối với những tội đã phạm trước, chỉ rõ về trí phương tiện khiến cho Bồ Tát kia vốn rất lo sợ nên đối với tâm Bồ Đề vô thượng đạt được tam muội không mất, được vấn nơi đại thừa mà chúng tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật, không bao lâu sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát mới phát tâm đối với người khác nói: Này ông, chẳng thể an vui theo pháp đại thừa, cũng không thể thực hành sáu pháp ba la mật, nên chẳng bao giờ đạt được đạo quả Bồ Đề vô thượng. Chỉ bằng sớm phát tâm cầu quả thanh văn bích chi Phật, xong dứt hẳn sinh tử nhập niết bàn. Đó là Bồ Tát mới phát tâm phạm trọng tội căn bản thứ hai. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát mới phát tâm nói với người khác: Ông này cố tu học Ba La Đề Mộc Xoa và Lục Nghi thì có ích gì, nên phát tâm Bồ Đề vô thượng tòa trì độc tụng kinh điển đại thừa, trước đã tạo tác các nghiệp bất thiện nơi thân khẩu ý, nay sẽ được thanh tịnh, không còn các cõi báo xấu ở đời vị lai. Đó là Bồ Tát Bất Tâm phạm trọng tội căn bản thứ ba. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát Bất Tâm nói với người khác: Nay ông không nên lãnh hội tòa địa độc tụng kinh điển của hàng tịnh văn, ông phải từ bỏ kinh điển ấy, là vì trong pháp thanh văn không có quả báo lớn, không thể đoạn trừ các kết thứ kết sử. Phiền nào ông hãy lắng nghe tòa địa độc tụng kinh điển sâu xa của đại thừa, thì nó có thể đoạn trừ các nghiệp bất thiện, mau chứng được quả Bồ Đề vô thượng. Đeo bày như vậy, nếu có người tin theo thì cả hai đều bị phạm tội căn bản. Đó là Bồ Tát Bất Tâm phạm trọng tội căn bản thứ tư. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát Bất Tâm dối trá nói hai lời:
nhằm mong cầu lợi dưỡng cho sự quý trọng thanh danh nên khen ngợi kinh điển đại thừa. Vì người khác giảng giải, nói với họ ta là người đã thông đạt rốt ráo pháp đại thừa. Do tham lợi nên thấy người khác giảng nói kinh điển đại thừa, được sự cúng dường, thì ganh ghét chê khinh mạng chê bai hủy báng, tự cao dối trá cho mình được pháp hơn người. Kẻ làm việc như thế thì lìa xa chỗ ăn ổn, phạm tội ba la di ở trong đại thừa là phạm tội căn bản hết sức nặng nề. Này thì nay bây giờ có người muốn tìm châu báu, dùng thuyền vào biển lớn, giữa đường tự phá vỡ thuyền ấy nên bị chết chìm không ai cứu vớt, lẽ nào tìm được châu báu? Bồ Tát mới phát tâm kể trên cũng là như vậy. Nơi nơi thuyền chánh tín đi vào biển pháp rộng lớn của đại thừa, mới vào được trong biển thì đã tự hủy hoại thuyền chánh tín, mất thân mạng trí tuệ. Bồ Tát mới phát tâm đã ngu si như thế vì ganh ghét nên dối trá cho là được pháp hơn người, tức phạm trong tội căn bản của đại thừa. Đó là Bồ Tát mới phát tâm phạm trong tội căn bản thứ năm. Lại nữa này thì nam, giờ đời vị lai Bồ Tát mới phát tâm nói với Bồ Tát mới phát tâm hoặc tại gia hoặc xuất gia, nghĩa không hết mực sâu xa trong kinh điển, cho các bậc nhẫn nhục các pháp tam muội tâm trì như do số trang nghiêm, chỉ hàng Bồ Tát trí sáng suốt mới có thể quan sát thực hành tọa trì đọc tụng kinh điển đại thừa, là có thể vì người khác mà dạo nói cho rằng tự ta đã thông hiểu, do lòng từ bi đơn giản dạy cho các ông. Các ông cũng nên theo đó mà thực hành, đối với pháp tâm diệu đạt được sự hiểu biết. Bồ Tát mới phát tâm đó không nói lời như vậy, ta đã đọc tụng tư duy, nghe hiểu từ người khác giảng nói mà tự cho là đã đạt được. Chính là do nhân tham cầu lợi dưỡng mà tự khoe mình đã giới pháp của ba đời chư Phật, Bồ Tát cho các thánh hiền, phạm tội rất nặng, mất được an lạc nơi hàng trời người. Hãy còn chẳng thể đạt được thừa thanh văn tới bất chánh Phật, cho đâu mà dần tiến đến đại thừa. Này thì nam, ví như có người dẫn dắt đám đông đi qua vùng rộng rộng vắng vẻ, vượt khỏi khu rừng rậm rất đói khát, thấy trong rừng có thứ quả ngon không hái, là hái nhầm quả độc, ăn xong liền chết. Này thì nam, người kia hãy còn không thể tự cứu mình, huống nữa là có giúp người khác. Hàng Bồ Tát mới phát tâm kể trên cũng như vậy, thân người khó được nay đã được, gặp bậc thiện tri thức phát tâm đại thừa, vì tham lợi dụng nó khen mình cho người, tôi đã phạm trọng tội căn bản đã giới pháp của hàng Bồ Tát và chư Phật trong ba đời, nên bị các bậc hiền tánh bỏ rơi, lọt vào quả ác. Vì thế các hàng Bà La Môn, Xác Lợi Tỳ Xá Tủ Đà La không nên gần gũi với Bồ Tát xấu ác này, nếu gần gũi đều phạm tội. Đó là Bồ Tát mới phát tâm phạm trọng tội căn bản thứ sáu. Lại nữa này thì nam, phần đời xấu, đời vị la xấu ác, Bồ Tát mới phát tâm làm những việc lẫn lộn giới hạn trên Đà La, đó là trên Đà La nơi hàng Xét Lợi, trên Đà La nơi hàng Bà La Môn, trên Đà La nơi hàng Đại Thần, trên Đà La nơi hàng Đại Tướng Quân, trên Đà La nơi hàng Tỳ Xá, trên Đà La nơi hàng Thủ Đà. Những gì gọi là việc làm của hàng trên Đà La, đó là người tạo tác các nghiệp với tâm xấu ác. Tỳ kheo xấu ác này tự cho mình có trí tuệ, cậy thế về của cải, làm những việc bố thí với tâm kiêu mạn, giận dữ, chê bai, ganh ghét, tranh chấp với các tỳ kheo tốt khác, dựa vào thế lực nơi vua quan lấy vật của tỳ kheo tốt khác đem cho các đại thần dâng lên vua. Giờ của Tam Bảo cũng làm như vậy. Này thì nam, vua, đại thần và tỳ kheo ác ấy đều phạm tội căn bản, đó gọi là Bồ Tát mới phát tâm phạm trọng tội căn bản thứ bảy. Lại nữa này thì nam, trong đời vị lai xấu ác, Bồ Tát mới phát tâm làm những việc lẫn lộn giới hạn trên Đà La, tức trên Đà La nơi hàng Xác Lợi, trên Đà La nơi hàng Bà La Môn, trên Đà La nơi hàng Đại Thần, trên Đà La nơi hàng Đại Tướng Quân, trên Đà La nơi hàng Tỳ Xá, trên Đà La nơi hàng Thủ Đà La, tỳ kheo xấu ác ấy cả nhờ thế lực của vua và đại thần cho mình có trí tuệ, ý có của cải, thực hành các việc bố thí, tâm khinh chê, quỷ nhục, tranh chấp, làm náo loạn cái tỳ kheo tốt, pháp nói phi pháp, phi pháp nói pháp, bỏ kinh luật chân chánh, đảo ngược nghĩa luận, không học lý bát nhã, lìa tâm từ bi, không tin vào kinh điển, phương tiện tiện xảo, giới pháp của Đức Phật dạy, trái với pháp Phật chế định,
Khi các tỳ kheo có hạnh tốt thanh tịnh bỏ phế việc ngồi thiền đọc tụng kinh điển. Người không khổ não sinh khổ não, người có khổ não lại càng tăng thêm. Thưa nhớ tới việc ác, hủy hoại ở người tốt đẹp. Đi đứng nằm ngồi một cách tùy tiện, phá bỏ giới cấm, thực chẳng phải sa môn mà cho mình là sa môn. Chẳng phải phạm hạnh tự xưng là phạm hạnh, không tóm đạt kinh điển, mà giảng nói cho người khác để nhận sự cung kính cúng dường của bốn chúng. Này thì nam, vua đại thần và các tỳ kheo ác, đã phạm tội căn bản, đó gọi là Bồ Tát Bất Phát Tâm, phạm tội căn bản thứ 8. Này thì nam, tỳ kheo thiện, tọa thiện, tụng kinh đều là nhân chánh nơi con đường giải thoát của Phật Pháp, là ruộng phước tối thượng, là bậc pháp khí của tam muội nhẫn nhục, có khả năng nói pháp thâm diệu để giáo hóa chúng sinh, phá trừ màn vô minh tâm tối, khai mở mắt sáng cho thế gian, dứt bỏ mọi phiền não nghiệp ác cho chúng sinh. Nếu có người làm não loạn cách tỳ kheo ấy thì phạm trọng tội. Này tỳ nam, người phạm 8 tội căn bản thì chưa thể vào sâu nơi chánh pháp của Phật vì công đức trí tuệ quá ít. Này tỳ nam, Bồ Tát Bất Phát Tâm kia đã phạm 8 tội căn bản thì bao nhiêu căn lành được tu tập từ trước cũng đã bị thiêu hủy. Vì phạm tội ba la di nên sẽ lìa chúng ăn ngủ, mất hết sự an lạc của hàng trời người, mất sự diệu lạc của cảnh giới đại thừa, hủy hoại tâm bồ đề, rơi vào đường ác, luân hồi sinh tử, xa lìa thiện tri thức. Này thì nam, là Bồ Tát hư không tạng ấy hiện vô số hình tướng để chỉ dạy cho chúng sinh nơi cõi kia, hoặc hiện hình tướng của hàng xét đối lợi ba la môn, hình tướng thanh văn bất chi Phật, cho đến các hình tướng đồng nam đồng nữ. Ở Đức Bồ Tát mới bắt tâm phạm tội mà thuyết pháp, khiến sinh hổ thẹn, rất sợ hãi, chỉ dạy cách bày tỏ thành khẩn ăn năn để tiêu trừ tội lỗi, dùng phương tiện khéo mở bày chỉ rõ về hành đại thừa sâu xa vô thượng chân chánh, hành các tam muội tổng trì, các địa nhẫn nhục và các đường ác, được tâm không thoái chuyển nơi đạo bồ đề vô thượng, xin năng tu tập sáu pháp ba la mật, được diệu lực kiên cố giống như kim cang, cho đến sớm được đạo quả bồ đề vô thượng. Lại nữa, này thì nam, Đại Bồ Tát hư không tạng nếu không hiện thân ở trước người ấy dạy cách tỏ bày sám hối thì Bồ Tát mới phát tâm kia nên vào cuối đêm chắp tay chí tâm hướng về phương đông, đốt hương kiên hắc trầm thủy, hương đa dạ la, thỉnh thần minh tinh, thưa minh tinh, minh tinh, bậc là thành tựu đại từ đại bi, ông là vị xuất hiện sớm mà có diêm phù đề, xin giúp đỡ cho con. Vì con mà bạch giới Đại Bồ Tát Hương Tạng, xin ở trong mộng chỉ cho cách cho con ăn năn sám hối tội căn bản đã phạm, được mắt trí tuệ phương tiện của đại thừa. Này thì nam, Bồ Tát mới phát tâm đó ở trong mộng, khi minh tướng xuất hiện thì Đại Bồ Tát Hư Không Tạng tùy theo chỗ ứng hợp mà hiện thân, dùng các phương tiện khiến Bồ Tát mới phát tâm phạm tội ấy rất lo sợ. Nó chỉ dạy trí phương tiện làm cho Bồ Tát đó thành khẩn bày tỏ ăn năn ở nơi tâm Bồ Đề vô thượng, đã được tam muội không quên an trú vững chắc nơi đại thừa. Trong tu tập đầy đủ số pháp ba la mật, không bao lâu sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí. Này thì nam, Đại Bồ Tát Hư Không Tạng luôn dốc sức tạo nhiều lợi ích cho tất cả chúng sinh, nên trên đỉnh đầu có ngọc báu như ý, là được vô lượng trong ngàn ngọc báu Thích Ca Tỳ Lăng Già giao quanh mà các Bồ Tát khác không có. Này thì nam, Đại Bồ Tát Hư Không Tạng đã thành tựu trí phương tuệ phương tiện không thể nghĩ bàn như thế. Nếu có chúng sinh nào nghe được danh hiệu của Đại Bồ Tát, hoặc tạo hình tượng, hoặc sắm các vật cúng dường, thì người đó hiện đời, đời hiện tại không bị các tai họa, nước cuốn trôi, lửa thiêu đốt, đao kiếm làm tổn thương, trúng độc, kẻ ác hãm hại, người và loài phi nhân bức bách, cũng không bị những khổ, nỗi khổ của lao tù, trộm cướp, oan gia, các bệnh tật suy hiểm, đói khát tùy theo tuổi thọ, già ngã không bị chết yểu. Khi sắp lâm chung, mắt không còn thấy sắc, đã không còn nghe tiếng, vừa không còn ngửi hương, lưỡi không còn biết vị, thân không xúc chạm, tay chân không thể cử động, chỉ còn thần tức và hơi ấm nơi thân. Lúc đó, Đại Bồ Tát Hư Không Tạng theo chỗ tinh thờ các thần của chúng sinh đó mà hiện thân, hoặc hiện thân chuyển luân thánh dương. Thân thiên vương đều là đại trá, tỳ sa môn, tỳ lâu lạc già, tỳ lâu bát xoa, hoặc thân của hàng chư thiên khác, thân rồng, già xoa, cà thất bà, atula, kalola, kalala, ma hồ la già, nhân phi nhân. Ở trước người đó nói kệ,
Nghĩ bốn thánh đế, người trí nên quán, nếu không thông đạt rồi, được lìa sinh tử. Này thiền nam, những chúng sinh ấy khi sắp mạng chung để thấy trụ tinh thờ của mình từ trước, đã được nghe bài kệ này sau khi chết không được bị đọa vào đường ác, nhờ chủ lực ấy mà chống tất khỏi sinh tử. Này thiền nam, đã có chúng sinh tâm ưa thích Phật Pháp, thì Đại Bồ Tát cứ không tạng đối với người sắp chết ấy. Hiện ra thân Phật nói kệ, trí Phật chân thật vượt biển sinh tử, mau cầu trí Phật diệt hết các khổ. Này thiền nam, khi chúng sinh ấy được thấy Phật nghe bài kệ này thì hết sức vui mừng không thể tả xiết. Sau khi mạng chung được sinh vào quả nước thanh tịnh, nhìn diện không còn trở lại thế giới có đủ năng thức hỗ trợ, thường gần gũi Đức Phật đó nghe pháp vi diệu, không bao lâu trên đất đạo quả Bồ Đề vô tượng. Này thì nam, để Bồ Tát không tạng tùy lúc chúng sinh ấy lúc lâm chung, khi được nghe pháp tâm diệu, được gặp bậc thánh tăng cũng đều chỉ dạy như vậy. Này thì anh em là Bồ Tát không tạng đã thành tựu các phương tiện trí tuệ không thể nghĩ bàn như thế. Này thì anh em có chúng sinh muốn đạt được hiệu lực tự tại của tam bụi, nên vào cuối đêm tắm đồ sạch sẽ, mặc áo thơm sạch, đốt hương kỳ hát trầm trầm thủy hương đa già la, để giới tất cả chúng sinh nơi phát khởi tâm từ bi hướng về phương đông, chắp tay chí tâm sư danh hiệu Bồ Tát không tạng. Thưa, con luôn nhớ nghĩ về bậc đại trí hư không tạng, có tâm từ bi lớn, xin cho con đạt được tam muội không quên. Liền đập chú ấu lậu, mẫu lậu, nạc ỷ, bát xoa, đế lệ, bà vật đà, đa bà, đó là nại gia, nại gia, ma ha la, lâu ni ca, anô bá diêm bà, tất một, lật đệ tây già, la diêm bà tất một, lật đệ bạc, sa la sa la, tất ngột lật để so để lo sát tất ngột lật để a bà già nại tất ngột lật để phù xí câu trí tất ngột lật để ta bà ha. Nay thì nam, Đại Bồ Tát không tạng điền khiến cho người ấy đạt được năng lực tự tại của tam bụi. Nay thì nam, nếu có chúng sinh ưa thích đọc tụng các loại sách luận về muốn giáo hóa chúng sinh, đó là luận thuyết của Phật hoặc luận của Bồ Tát, hoặc luận của tăng giang, hoặc luận thuyết của người đời, người ấy nên vào cuối đêm tự mình tắm rửa sạch sẽ, mặc áo thơm sạch, đốt hương kiên hắc trầm thủy và hương đa già la, phải khởi tâm từ bi đối với các chúng sinh, hướng về phương đông, chắp tay chí tâm xin danh hiệu Đại Bồ Tát Hư Không Tạng tụng chú a ni la xà bệ kiềm phù bà xà bệ gia bà nại bà sẽ nại xà bệ bác sĩ bà mê bà tra la bà sệ la xà bệ tha nại bà la bệ tác đà la già la nê hư ma hư ma ma ha già lâu ni ca ta bà ha. Này thì nam, Đại Bồ Tát không tạng ấy liền khiến người kia đạt được diệu lực nhớ nghĩ không quên. Này thì nam, như có chúng sinh muốn vào biển cả, muốn buôn bán, muốn thuốc để được sức khỏe, muốn thoát khỏi sự trói buộc, muốn chạy thoát khỏi mọi thứ không cùng, muốn chuyên chở tài sản qua lại không bị thâu thuế, hoặc thương yêu mà phải xa nhau, oan nghiệt mà phải ở chung, muốn tránh các nạn, nước, lửa, giặc cướp, sư tử, chó sói, rắn độc, muốn thoát khỏi các hoạn nạn và tật bệnh đói khát, muốn cầu qua vị tôn quý, muốn đạt được các sự mong cầu như thế thì phải niệm danh hiệu hoặc cung kính cúng dường Đại Bồ Tát không tạng thì sẽ đạt được đầy đủ theo như ý nguyện. Lại nữa, này thì nam, đã có vương tự giúp cầu ngôi vị vua, muốn làm lễ quán đảnh được sức tự tại thì nên vào cuối đêm tự mình tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tinh khiết, đốt hương kiên hắc trầm thủy và hương đa già la, phải khởi tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh, hướng về phương đông, chắp tay chí tâm niệm danh hiệu Đại Bồ Tát không tạng tụng chú a nị la xà bệ kim phù sa bà xà bệ gia bà nại xà bệ báu trí bà mê bà tra la xà bệ tha nại bà la bệ tác đa la già la nê hu ma hu ma ma ha ca lô ni ca ta bà ha.
Thì anh vẫn này thì Nam đã phải tất cả công tạng ấy liền khiến cho những người kia đều được đầy đủ như ý nguyện. Là nỗi này thì Nam nó có các bà la môn nguyện muốn được sinh vào chốn đại bà la môn, là có chúng sinh cầu đạt đến chỗ của trưởng giả hoặc chỗ của cư sĩ hoặc chỗ chuyên gia kỹ thuật hoặc chỗ của bậc đại gia hoặc chỗ có thế lực hoặc đang nghiên cứu hoặc chốn giải thoát thì nên vào cuối đêm thì mình sắm tông đồ sạch sẽ mặc y phục tinh khiết đốt hương chiến kiến hắc trầm thủy và hương đa già la và khởi tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh hướng về phương đông, chắp tay chí tâm xin hiệu đại bồ tát các công tạng thưa xin ban cho con diệu lực đại từ bi khiến sự mong cầu của con sẽ được viên mãn. Khi ấy đại bồ tát các công tạng dùng thiên nhĩ thanh tịnh nghe lời cầu tịnh của người kia rồi tùy theo chỗ ứng hợp mà hiện độ các thân hình để thuyết pháp khiến họ được thành tựu mà sở nguyện. Này thì Nam, đại bồ tát hư không tạng ấy thành tựu trí tuệ phương tiện không thể nghĩ bàn như thế, không bao lâu sẽ hội nhập nơi biển công đức của Phật. Này thì Nam, có thể biết được số lượng dị vật nước trong biển cả, nhưng không thể lường tính được các phương tiện trí tuệ công đức mà đại bồ tát hư không tạng đã giáo hóa cho vô số chúng sinh. Lại nữa này thì Nam, lượng của hư không hệ còn có thể biết được, nhưng không thể nhận biết về sự biến hóa và thành tựu đầy đủ cho vô số chúng sinh của đại bồ tát hư không tạng hoặc hiện thân Phật hoặc hiện thân Bồ Tát Bích Chi Phật hoặc hiện thân Thanh Văn thân Bà La Môn đồng nam đồng nữ cho đến hiện thân nơi người chẳng phải người theo bậc đại sĩ ấy đều tùy theo chỗ ứng hợp hoặc cầu làm cho mắt thấy hoặc cho thấy ở trong mộng hoặc coi chúng sinh sắp mạng chung chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng do trước đây đã tạo nghiệp ác thiêu đốt các căn lành sẽ bị đọa vào nẻo ác thì đại bồ tát hư không tạng ấy có thể cứu vớt khiến được đứng vững trong cõi trời người. Cái việc như vậy ta không có biên vực. Này thì Nam, đại bồ tát hư không tạng ấy đã thành tựu các phương tiện khéo léo không thể sử lượng như thế, tức không bao lâu sẽ hòa nhập nơi biển công đức của Phật. Này thì Nam, nhờ nhân duyên này nên trên đỉnh đầu của vị đại sĩ kia có ngọc báu như ý, ở trong ngàn ngọc báu Tích Ca Tỳ Lăng Già vây quanh có ánh sáng lớn. Khi Đức Như Lai thuyết giảng pháp này thì tất cả đại chúng đều lấy làm lạ, khen là việc chưa từng có, vì cùng nhau chắp tay hướng về đại bồ tát hư không tạng. Lúc ấy đại bồ tát hư không tạng liền từ tòa ngồi đứng dậy, rách áo bên vai bên phải, quỳ xuống chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, nơi trong thế giới này chúng sinh mê tối gồm đủ năm thứ ô trược, làm sao Đức Thế Tôn có thể ở trong đó thực hiện các phật sự? Đức Thế Tôn bảo đại bồ tát hư không tạng: Này thì Nam, ông thấy nó hư không, chẳng có tham dục, không sân không si, tự tánh thanh tịnh, vì gió bụi ngăn che khiến cho bất tịnh, đã được trong lặng rồi, liền thấy mặt trời mặt trăng các ngôi sao, chỉ biết giờ thời gian cùng số lượng ít nhất. Này thì Nam, từ lâu Như Lai đã được tự tại đối với đại nhất nghĩa không, thấy các pháp không có tham dục, sân hận ngu si, không trói buộc, không giải thoát. Tự tánh thanh tịnh chỉ vì khách trần là phiền não ngang che khi chúng sinh không thể giác ngộ. Đức Thế Tôn vì họ nên dùng phương tiện thuyết pháp đoạn trừ phiền não, khai mở mắt trí tuệ làm cho muôn loài thấy được mặt trời chiếu sáng của Như Lai, hiện tại thấy được pháp bốn niệm xứ sâu xa vi diệu, thấy pháp tam thánh đạo khiến các chúng sinh được an ổn, là mau chóng phát tâm bồ đề vô thường, được đại từ bi cho đến đầy đủ 18 pháp bất cộng thành tựu nhất thiết chủng trí. Này thì Nam, Như Lai xuất hiện ở đời có khả năng giáo hóa cho thành tựu đầy đủ cho các hàng Bồ Tát chúng thanh văn và duyên giác. Này thì Nam, nay hư không là nương vào mắt hay là nương vào nhãn thức nhãn xúc mà có? Đại Bồ Tát hư không tạng thưa: Bạch Thế Tôn, không phải. Phật nói: Này thì Nam, duyên vào bên trong khởi lên nhãn xúc sinh, sinh ra ba thọ là do nương vào hư không chăng? Bồ Tát hư không tạng thưa: Bạch Thế Tôn, không phải. Phật nói: Này thì Nam, tai mũi lưỡi thân ý cũng như vậy. Này thì Nam, ngày nay chúng sinh nương vào hư không hay hư không nương vào chúng sinh? Đại Bồ Tát hư không tạng thưa: Bạch Thế Tôn, mà mỗi đều nương tựa vào nhau để tạo thành cảnh giới.
Lần nữa mọi mọi thứ đều chẳng phải là cảnh giới. Tất cả các pháp đều vắng lặng, tất cả các pháp đều là giả lập, tất cả các pháp đều từ nơi như như và thực tế. Bạch Thế Tôn, giống như hư không, không hư hoại, không thành, không nhớ nghĩ phân biệt, không động không lay, không thọ không ghét, không mầm móng, không trụm tử, không quả, không nghiệp, không báo, xa lìa mọi nẻo văn tự. Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp cũng như vậy. Bồ Tát nếu nhận biết về điều này, gọi là khéo biết về tánh của các pháp, đạt được pháp nhẫn vô sanh. Khi ấy, Bồ Tát Hư Không Tạng nói: Chú A Nâu Nại, A Tỳ Bà La, Xà Ma Nâu, Xoa Dạ Thì Nại, Xà Nại Tỳ, Ma Mâu Ni, Ha La A Lại Dạ, Pha La Cổ Ha Yết Bà Nỉ, Bà Tổ Tỳ Nại Dạ Tổ, Xá Xà Bà Xá Nại Ma Xá Nại Đóa, Tha Ma Nại Mạc Đầu Phạm Tỳ Xa Xá, Ma Chi Đóa Nại Chỉ Lê, Xá Yểm Phục Tân Thâu Sa Nê Ta Bà Ha. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Hư Không Tạng: lành thay, nếu ông nói chú sẽ tự phấn tán hàng phục vô tận này. Tất cả chúng sinh lúc sắp mạng chung, thân thức sâu cùng, có phiền não chướng và nghiệp ác nặng, nhờ vũ này nên có khả năng diệt trừ hết, khiến được vãng sinh về cõi nước thanh tịnh của chư Phật. Này thiện nam, nếu ông có thể làm cho dư luận chúng sinh ở đây được thành tựu đầy đủ, cũng tạo sự thành tựu trọn vẹn về thành ấp vườn tược thôn xóm cho tất cả chúng sinh trong vô lượng cõi Phật, tùy theo chỗ ứng hợp hiện đủ loại hình tướng, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà giảng nói vô số pháp môn hoặc giảng nói kinh điển đại thừa, khai mở pháp môn tâm diệu. Nếu có các sa môn chiên đà la, bà la môn chiên đà la, sắc lợi chiên đà la, tỳ xá chiên đà la, thủ đà la chiên đà la, các hàng người này dù phạm tội nặng nhưng nhờ thần chú của ông đều được trừ diệt, là đối với pháp lành tạo lập tăng trưởng. Lúc đó Thế Tôn nói kệ: chúng sinh ưa tranh cãi đều do các căn khởi, nếu thôi dưỡng các căn mau chóng đạt giải thoát. Đức Thế Tôn thuyết giảng đoạn kinh này rồi, có 18.000 hàng trời người cho đắc pháp nhẫn vô sinh, vô lượng hàng trời người đạt được pháp tổng trì pháp nhẫn nhục, vô lượng hàng trời người ở trong 10 địa đều đạt được sự tinh tấn. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan và Đại Bồ Tát Di Lặc: chư vị nên cung kính phụng trì kinh này. Tôn Giả A Nan và Bồ Tát Di Lặc đều rời khỏi chỗ ngồi, rịch vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay bạch Phật: kính thưa Thế Tôn, cái niệm ví dụ này chúng con đã tọa trì, cái này tên nên gọi tên là gì? Đức Phật bảo: này A Nan, này thiện nam, kinh này gọi là kinh sám hối tận nhất thiết tội đà la ni, cũng gọi là kinh bất khả tư nghị phương tiện trí cứu tế nhất thiết chúng sinh, còn gọi là kinh năng mạng nhất thiết chúng sinh sở nghiệp như ý bảo châu, cũng gọi là kinh hư không tạng Bồ Tát nên phụng trì như vậy. Tôn giả A Nan nên biết, nếu có thiện nam thiện nữ nào từ lâu đã phát tâm vô thượng trên đẳng chánh giác, trong vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ kiếp tu hành sáu pháp ba la mật đối với tất cả chư Phật nơi mười phương thế giới, đều cũng dường vô số vật dụng cho đến đầy đủ vô lượng a tăng kỳ hằng hà sa số kiếp, không bằng người đã đọc tụng ghi chép như người khác giảng dạy kinh Bồ Tát Hư Không Tạng và tọa trì danh hiệu, so với công đức nêu trước trăm phần ngàn phần giảng ức phần không bằng được một phần, dùng tấn số ví dụ cũng không thể biết được. Bây giờ Tôn giả A Nan và Đại Bồ Tát Di Lặc thưa: Bà Thế Tôn, chúng con xin phụng trì cái này. Khi đại chúng nghe Phật giảng xong đều hết sức vui mừng, bèn đem các vật dụng cúng dường nơi Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát. Nguyện đem cả lúc này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.